Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Phim Việt. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây có lẽ là khoảng thời gian mà để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ vừa qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc thì với nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới. Đáng chú ý trong bản tin hôm nay là thông tin về diễn biến đợt lũ thứ 3 đang xảy ra tại nước này. Và trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Đập Tam Hiệp hứng đợt lũ thứ 3, 12 thành phố bên sông Tư Tưởng nguy cấp. Lở đất chặn sông ở Trung Quốc khiến dân cư và nhà máy điện gặp nguy hiểm. Trung Quốc dự báo thêm mưa lớn, nước sâu nhanh ở hồ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp nếu vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần. Sông Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc, chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm nay ở thượng nguồn vào chiều ngày thứ 2 vừa qua, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp tại Vân Cao. Theo đài CCTN, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa là 50.000 mét khối mỗi giây, dự kiến sẽ đạt 60.000 mét khối trên giây vào tối cùng ngày. Những cơn mưa xối xả đã kể từ cuối ngày thứ 7 đã tàn phá khắp huyện Kiến Thủy, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa đạt gần 180mm, chính quyền địa phương vào sáng ngày Chủ nhật đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ 2 lên mức cao thứ nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể hơn là 560mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày Chủ nhật đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác. Từ sáng ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ 2, mưa lớn và đông bão dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Trong đó, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180mm. Một số khu vực khác lượng mưa hàng giờ hơn 70mm kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác về lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời các khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất. Tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy. Những cơn mưa liên tục đã khiến 1,12 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 33 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ tính đến 11 giờ sáng ngày thứ bảy vừa qua. Theo Ủy ban cứu trợ và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy vừa cho hay, 12 thành phố bên sông Tương Tử và tỉnh An Huy phía đông dân Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp vùng đất rộng lớn của đất nước này. 12 thành phố này nằm bên sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Xà Hồ, bao gồm thành phố Hợp Phì, Bạo Phụ và Vu Hồ. Vào ngày Chủ nhật, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước ở hồ Xà Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Các khu vực phía nam sông Hoài Hà, An Huy được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến ngày thứ hai. Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm ngày thứ bảy đã ban hành cảnh báo màu vàng về nền nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng trong cả nước. Ngày thứ bảy, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 35 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên đến 37 đến 39 độ C hoặc 40 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo những người tiếp xúc với nhiệt độ cao nên có biện pháp bảo vệ. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho nắng nóng gay gắt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Đi kèm với tình hình mưa lớn liên tiếp từ một trận lở đất cơ lũ lụt tại Trung Quốc xảy ra, chặn một con sông ở phía tây nam của thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu vực dân cư và một nhà máy điện gần đó. Tại Tân Hoa xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đất đá tạo thành một hồ nước trên sông Yên Cang, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Dương Vinh, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Hiện các chuyên gia nhận định sạt lở đất có thể vẫn tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện tại. Trước đó vào ngày thứ ba, một trận lở đất khác cũng đã xảy ra ở làng Ba Giây, khu tự trị Aichi, Tuya và Miao, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 10 triệu mét khối đất đá đổ sụp xuống sông Thanh Giang. Một nhánh của sông Dương Tử tạo thành một hồ chắn trên sông này đe dọa các ngôi làng gần đó. Tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mưa lũ ở Trung Quốc, hơn 17.000 ngôi nhà bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến gần 20 triệu người sinh sống ở các khu vực dọc theo sông Dương Tử bị ảnh hưởng. Vào tối ngày Chủ nhật vừa qua, theo cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, những cơn mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trên nhiều nơi ở Trung Quốc trong tuần tới, gây thêm áp lực trên hệ thống phòng chống lũ lụt của nước này. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc, dự báo mưa lớn diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia, lượng mưa ở một số nơi có thể lên tới 180mm. Trung tâm cho biết một số nơi ở những vùng này chứng kiến lượng mưa lên đến 70mm mỗi giờ, đi kèm sấm sét và gió mạnh. Lũ lụt đã xảy ra dọc theo sông Trường Giang hay sông Dương Tử và các con sông lớn khác, khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc từ các thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam cho đến cao tốc cách đó 1.000 km về phía bắc đã chứng kiến lượng mưa lớn trong 2 tháng qua. Mực nước trên nhiều con sông đang ở mức nguy hiểm.
Theo thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tại Hồ Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn nằm ở hai tỉnh ven biển giàu có là Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá giới hạn an toàn trong 9 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, Bộ này cũng cho hay, mực nước tại hai sông Trường Giang, sông Hoài và Hồ Thái Hồ đã giữ ở mức cao trong thời gian dài và đang có áp lực ngày càng tăng đối với các hệ thống phòng thủ lũ lụt. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan phụ trách theo dõi lũ lụt của sông Hương, đưa ra cảnh báo về mực nước đang nhanh chóng ở thượng nguồn và tại hồ chứa đập Tam Hiệp. Tại Tân Hoa xã, kể từ tháng này, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 23,8 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phải hứng chịu những cơn mưa kỷ lục trong những tuần vừa qua, dẫn đến trận lụt tồi tệ nhất những ngày trong nhiều thập kỷ, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục tăng cao. Giới phân tích từ nhiều chuyên gia giả thuyết, nếu vỡ đập Tam Hiệp sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, được so sánh như là thảm họa của sóng thần vừa qua. Tân Hoa xã đã dẫn lời giới chức tập đoàn đập Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp thừa nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Tương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ 3 ngày trước đó. Khi nước lũ các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Tương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối, tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ đầy áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về việc liệu con đập có thể bị vỡ hay không, thậm chí đã xuất hiện trên quy mô hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp vỡ. Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại sẽ rất đáng ngại khi mà nhiều thành phố đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt được tính đến tuần qua, gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sập đổ. Tuy nhiên, theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Harvard Đại học Stanford của Mỹ, thì tất cả những con số trên sẽ không là gì để vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí là 31 tỷ đô la Mỹ, 1,4 triệu người phải di dời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt tàn phá vào các sông Tương Tử. Một vấn đề nan giải Trung Quốc kể từ thời cổ đại, lưu vực sông Tương Tử chiếm gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với nhiều triệu dân. Khi sông Tương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm nay vào chiều ngày Chủ nhật, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Ông Anselin viết trên tờ National Review nhận định rằng đó sẽ là khoảnh khắc Cheney, một vụ nổ lò phản ứng hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như nạn đói, vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Anselin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Tương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn hơn ở Trung Quốc và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Và nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của biên tập viên. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Việt.